đây là cô dâu, cô dâu hỏi tí là hôm nay đông tí hon về này vui không? Ôi cô dâu rất là vui và rất là xúc động, kiểu không muốn ăn rồi nó vẫn no rồi ấy. Không, các bạn cứ ném đá hội nghị đấy nhỉ. Cô dâu thấy vui lắm. Thật, biết thế này lấy chồng sớm hơn ý. Xin chào cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Thầy Giáo Tí Hon. Ngày hôm nay Hùng đang ở huyện Lý Nhân, huyện Lý Nhân, Hà Nam, tỉnh Hà Nam để tham dự đám cưới của một cặp đôi tí hon, đó là chị Hòa với Văn Tưởng. Hiện tại là đang có 19 bạn tí hon ở đây và cô dâu chú rể nữa là 21 bạn. Đấy, bây giờ khung cảnh sẽ sau Hùng đây. Đây tất cả là các bạn tí hon, nhỏ nhất là 26 tuổi, còn lớn nhất là 51 tuổi luôn. Đây là lần đầu tiên mà nhóm tí hon tập hợp mà đông nhất từ trước đến giờ luôn á. Trước giờ chỉ hơn chục bạn thôi, còn bây giờ là 21 bạn ạ. I have walked through the darkest valley. I was lost, couldn't find my way. But then I heard him from within, he who died for my sins. He spoke my name, then I saw his face. Yes, I've seen his eternal glory. I felt his hand when I was astray. I never knew until then what his love truly meant. I was lost, but now I'm found by his grace. Đây là anh Thành Lễ, anh ở Ngọc trong tim và anh có về tham dự đám cưới của chị Hòa qua Hùng giới thiệu đấy. Đây là cái xịt xịt khử khuẩn tay. Chỗ gọi là người mẹ chăm sóc người bố chăm sóc cho 19 người con. Đóng vai mẹ lẻ bố lẻ xịt chất BCA. Cảm ơn dược sĩ Thu Thảo nhớ gửi về cho các em nha. Nhớ nha. Đây đây các bạn tí hon này. Từ hôm đó. Rồi. Đây là các bạn theo, đây là sông A gì cô chú anh chị nha. Bây giờ đây đây là 17 bạn chứ. Có hai bạn tí nữa mới về ạ.
cô dâu và chú rể nữa là sẽ là ngày mai sẽ là 21 bạn tí hon ạ. Đấy. Đây là cô dâu, cô dâu hỏi tí là hôm nay đông tí hon về này vui không? Ôi cô dâu rất là vui và rất là xúc động, kiểu không muốn ăn rồi nó vẫn no rồi ấy. Không, các bạn cứ ném đá hội nghị đấy nhỉ. Ô, cô dâu thấy vui lắm. Thật, biết thế này lấy chồng sớm hơn ấy. Nếu mà chị lấy chồng là mọi người có thể tát chị một cái. Hôm nay em là người đầu tiên với nhau tát chị Hoàng một cái đầu tiên. Cái thứ là người này người thứ hai. Không. Mà hôm nay đây. Không, đây là bà hai của chồng em. Đây là bà hai của chồng em nên bà hai ghen nên bà hai nói thế đấy. Lời hứa ta nói là tao đi tôi chắc phải què giá chịu có sơn chơi là có sức chịu. Cô chú anh chị ơi, đấy chị Hòa hứa là trước khi chưa lấy chồng hồi xưa là bảo là tôi mà lấy chồng xong là mới tát cho một quả ôi ở đây. Mau quá mọi người ạ. À. Bây giờ tát thật ạ. Tát ạ. Không không. Ôi chưa gì đâu mà tát này. Tát, tát xe đi, cái xe tát. Hồi xưa ai bảo là. Người là đòi lấy chồng. Lấy chồng bây giờ lấy chồng là bị tát của mình. Đấy, hồi xưa bảo là tôi mà lấy chồng là tôi không có bà tát cho tôi. Ngày xưa bà nói là không đi. Chị Hương Hoàng là chị nhiều tuổi nhất ở trong năm nhóm chị Hương luôn đấy. À, sinh năm 71 đấy ạ. Tôi vô bị tát. Quay tay vào cho chị. Ôi trời ơi. Mày chạy con.
một năm rồi cô chú chị này. Cặp bên cạnh đây là đã cưới được cả một năm rưỡi đây này, Hùng quay nhiều video này này đấy. Đấy sắp về đây. Bây giờ đây là lần đầu tiên mà thấy mặt người yêu của tôi nhá. Cô chú anh chị đừng có ghép là tôi với Tuấn Anh nữa nhá. Toàn là ghép với cô tôi với Tuấn Anh thì đốt nhà lắm. Đấy đây là người yêu của tôi này. Em nghĩ sao khi em có hay xem video của anh không? Đã có ạ. À, em mỗi lần cô chú anh chị trên kênh mà bảo là tươi với lại Tuấn Anh đẹp đôi thì em thấy thế nào? Dễ chịu không? Dạ khó chịu anh. Khó chịu đấy. Đấy khó chịu luôn. Thế thì phải xuống Hà Nội học hoặc là làm sao để gần người yêu đi, không để cứ gắn cho người khác này. Mất đấy. Sắp tới dự tính thì em tính cái dự tính sắp tới của em nó sẽ như nào? Tại em nắm tin dự tính của em sang năm em sẽ lên học nghề á hả? Vâng. Nhưng mà đấy là dự tính của em nhá. Còn anh nhá thì là anh khuyên nhá, thì mình em cũng sinh năm bao nhiêu nhỉ? 93 là cũng khá nhiều tuổi rồi. Thì là cũng nhiều tuổi rồi cho nên là không ít nữa. Mà cái nghề này nếu như mà nhiều tuổi rồi đấy thì rất là khó để mà kiếm việc ấy. Cho nên em phải lên là càng sớm càng tốt, ổn định kinh tế, ổn định công việc của mình thì khi đấy nó mới vững chắc và đáng chắc tâm lý cho người vợ đúng không ạ? Rồi, em cố gắng anh ạ. Ok nhá.